Ở đây chuyền nhiều ghê, được chuyền nữa ha. Hai con ha. Ốc mít thì thua rồi, ốc mít nó bỏ đi rồi. Chuyền nó màu chuyền quá, đẹp ghê. Tướng tướng quá trời đẹp luôn mà. Siêu mẫu ha. Chuyền nha các bạn. Màu chuyền. À, mình bỏ vô nha anh em ơi. Đẹp vô ha, đẹp đã đẹp phe phe đẹp che lỡ trơn à. À. Cưng luôn các bạn. Quán này là cô bán cà phê thân thiện lắm, dễ thương lắm. Nói chung là ở ngã tư Thái Thành ha. Mốt cổ mở chi nhánh nữa nha các bạn. Mốt cổ sẽ mở chi nhánh một số chỗ nha. Nói chung là đầu tư quán ông gãi đại trà rồi đó. Ở ngoài đó là các bạn đi vô đây cũng mà thấy ha. Đó. Đây là ngã tư Thái Thành nha các bạn. Đi cùng chiều luôn ha. Bên trong đây là các bạn vô mình thấy có mấy bàn pizza nè. Dạ. Coi phim. Coi phim mình nghe. Cổ cô này là ăn dừa nè các bạn. Đó. Cô này là thân thân mẫu của cô này. À, thân đó, thân mẫu của cô này nha các bạn. Cổ vui vẻ, cổ cười riết cho nên cổ trẻ lắm các bạn. Chúng là 6-1 tuổi gì đó trẻ gì nữa. Nhưng mà so với cái người người khác là cô trẻ rất nhiều. Ổng có 60. Rồi, mình vô tới lô rồi các bạn. Mình vô tới lô ha. Giờ quánh cung đường này. Chỗ lô này là mình săn cũng nhiều lần được các bạn. Nhưng mà bây giờ mình đi lại. Ngày mình yêu nhau, hai đứa ước mơ giàu sang. Anh đâu có ngờ rằng hai đứa yêu nhau. Một lần bên nhau trong cơn mê giá từ. Chim nó nghe mình hát cái nó kêu rồi bạn. Chúng là nó quen mình rồi đó. Thì nó nghe tiếng mình là nó hót lại à. Đời không chiếu xa trong cơn mê giá từ. Tình nghĩa đôi mình cứ thế thôi sao. Bạc trắng lừa hồng tiếng người tha hương. 12 bến nước thênh thang. Từ đây đôi nếu quan sát không cho đời bạc trắng lứa hồng. Đây họ làm gì, công trình gì vậy? Nghe nói là trường học. Nói là trường học thôi các bạn. Nè, nghe họ nói là trường học ha. Trình cũng quy mô đại học cái đây mát mẻ các bạn, lôi cao su rồi mẹ. Sóng gió cuốn tới lúc tình yêu mất rồi. Nghe mình hát cái kéo thứa thôi. Nhưng mà nó nghe hơi rừng các bạn. Nó nghe hơi rừng ha. Này, lực lượng ở đây ta. Cái bữa cũng có mà cho họ làm công trình ở đó. Nó gì? Nó giờ vậy. Con ông ở trong đây nè. Bạn chim chắc. Đi ở trong này chỉ có bạn chim đó. À đúng. À dân chạo. Dân chạo mũ cao su chứ thấy bạn chim. Thấy bóng đứng mình chiều dân chào hai bạn bạn chim dân chào đi. Khi vừa lớn lên tôi đã đi vô đường này các bạn, đường này đi cái đường cũ. Tôi yêu một người nên chưa hiểu đời. Kiểu ở đây có không?
tạm kèo ha, bán hàng. Vì đời bạc trắng như vôi. Chìa khóa của mình đó là mình dắt vậy con, tại vì do nó rớt nên phải dắt vậy. Rồi mình chưa có, có bảy anh em coi ha, toàn luôn rồi. Cái ngày ổ kiến vàng
không dám, chắc nó bởi rồi. Xuống gặp mồi mình sợ, chỉ là con năm màu các bạn ơi. Nó màu chiền quá, đẹp ghê. Tướng quá trời đẹp luôn, siêu mẫu quá ha. Chiền nha các bạn, màu chiền. Mình bỏ vô nha anh em ơi.